Chào tất cả mọi người. Thì sau một tháng sử dụng thử bộ dao mình mới mua ở trên Amazon thì mình thấy bộ dao đó rất là tốt, cực kỳ bền, tốt và sắc. Vậy nên mình muốn giới thiệu với các bạn bộ dao đó là Z3 dao của hãng Henkel. Hãng này là thương hiệu của Đức và bộ dao này thì được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản. Các bạn có thể nhìn thấy chữ Made in Japan này. Bộ dao này thì là dụng cụ không thể thiếu trong mỗi gian bếp. Việc sở hữu một chiếc dao tốt, sắc bén, có nguồn gốc rõ ràng thì sẽ giúp cho công việc của người nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn này. Bộ Z3 dao đã và đang được rất là nhiều đầu bếp không chỉ ở Nhật mà còn ở trên thế giới sử dụng này. Sau đây thì mình sẽ mở chiếc hộp đựng dao này ra cho các bạn xem Z3 dao này. Set 3 dao Henkel này thì có 3 dao với 3 kích cỡ và thiết kế khác nhau thì để phục vụ cho các nhu cầu chế biến thức ăn của tất cả mọi người. Set 3 dao này thì có thể ví như một bộ dụng cụ hình dạng đầy đủ này, sắp xếp hợp lý này, kết hợp với một con dao kim loại đẹp sắc nét, chất lượng cao và hợp vệ sinh. Ở trên lưỡi dao có tên của thương hiệu này và Made in Japan này, có mã sản phẩm này. Lưỡi của dao thì làm bằng thép carbon không gỉ, siêu bền và siêu chất sắc. Các bạn có thể thấy này, tay cầm của con dao này rất là dễ cầm này, có hình dáng đẹp vừa vặn với cả bàn tay, giúp cho giúp các bạn bớt mệt mỏi sau khi sử dụng dao trong một thời gian dài này. Thì tay cầm này thì cũng được làm bằng thép không gỉ. Bộ bao dao này thì có loại dao nhỏ nhất này, dao nhỏ nhất này thì có trọng lượng khoảng 65 gram này. Tiếp theo là dao vừa cỡ này, dao cỡ vừa này. Dao này thì có tổng chiều dài là 26,5 cm này. Chiều dài của lưỡi thì khoảng 16 cm, dùng để thái rau củ, quả này. Dao dài này này, dao dài này thì có kích thước là 30 x 4,5 x 2 cm này. Dao này thì nặng hơn rất là nhiều so với dao nhỏ nhất, thì dao này có trọng lượng là 120 gram. Mỗi một con dao thì được thiết kế không có khe hở, lưỡi dao nối liền với cả tay cầm thì giúp cho bề mặt dao hợp vệ sinh này, độ bền cao này. Lưỡi dao và tay cầm thì tránh bụi bẩn và hơi ẩm này. Bộ ba set dao này thì có rất là nhiều ưu điểm vượt trội và được đánh giá rất là cao trên Amazon này. Ví dụ như hợp vệ sinh này, sản phẩm có thiết kế đẹp này, nhìn rất là sang trọng. Mỗi một con dao thì đều chống rỉ sét và độ sắc nét lâu dài. Các bạn có thể nhìn thấy trên dao này nhìn sáng bóng, nhìn lưỡi dao rất là sắc này, tay cầm dễ cầm nắm này. Dao nhà bếp này thì rất là tiện lợi để cắt ngọt trái cây này, rau củ quả này hoặc là thực phẩm tươi sống này, Chiếc bao dao Henkel này thì là một bộ dao bếp rất là cần thiết cho gian bếp của mọi người này. Hoặc có thể các bạn có thể mua bộ dao này để tặng người thân hoặc là bạn bè này. Nếu muốn tìm hiểu và có nhu cầu mua thì các bạn có thể liên hệ với cả shop Nhật Việt qua hotline 0983 1315 28 để được đặt mua set 3 dao với mức giá hợp lý, sản phẩm chất lượng tốt, bền và đẹp.